Sau đúng một năm đi vào hoạt động, sáng ngày 20 tháng 6 năm 2020, Thành phố Giao dục Quốc tế IEC Quảng Ngãi đã tổ chức lễ tri ân với chủ đề Hơn cả lời cảm ơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện một số ban ngành của tỉnh. Đặc biệt là sự hiện diện của hơn 300 cha mẹ học sinh, những người đã luôn đồng hành cùng IEC trong một năm qua. Phát biểu tại buổi lễ tri ân, lãnh đạo Ủy ban tỉnh đã một lần nữa khẳng định Quảng Ngãi là một tỉnh nhỏ nhưng đã tiên phong tạo được một bước đột phá lớn trong thực hiện xã hội hóa giáo dục. IEC Quảng Ngãi đã trở thành niềm tự hào của chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng cũng đã chia sẻ những định hướng về thực hiện triết lý giáo dục nhân bản mà tập đoàn xây dựng kiến tạo. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, sự đồng hành của cha mẹ học sinh để giúp IEC từng bước khẳng định thương hiệu và kiến tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu đủ bản lĩnh, tự tin hội nhập. Cũng tại buổi lễ, một số kiến nghị những khó khăn vướng mắc của cha mẹ học sinh đã được IEC Quảng Ngãi chia sẻ và giải đáp. Kết thúc buổi lễ, IEC Quảng Ngãi đã tổ chức buổi lễ thân mật thể hiện tấm lòng tri ân đến cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, những người đã luôn đồng hành cùng IEC trong năm qua. Tuy mới đi vào hoạt động được tròn một năm, còn gặp không ít những khó khăn trở ngại, nhưng IEC bước đầu cũng đã gặt hái được những thành công nhất định. Hy vọng rằng với sự gắn kết giữa IEC, cộng đồng cha mẹ học sinh và toàn thể nhân dân Quảng Ngãi sẽ giúp cho IEC tiếp tục phát triển và thành công nhiều hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo.